Hello, xin chào anh chị em nha. Clip này mình sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái cách để mà khắc phục cái lỗi này nha. Cái lỗi là hiển thị thumbnail không giống như cái ý mình muốn nha. Thì thường ở đây là mình tạo một cái blog, xong rồi mình chia sẻ cái blog của mình lên Facebook nha. Ở đây nè, đó, nó hiển thị một cái thumbnail của cái người thiết kế cũ á, cho nên là mình phải sửa nó. Đây, mình dán cái link để mình chia sẻ lên Facebook thì nó hiện lên cái thumbnail Phan Hùng nè. Thì bây giờ mình muốn đổi nó thành một cái hình ảnh thumbnail khác. Thì đây, mình nếu mà mình chia sẻ lên trên Zalo cũng vậy luôn nha. Đó, mình dán cái link lên trên Zalo hay là chỗ nào đó thì nó cứ hiển thị cái thumbnail không giống như cái ý mình muốn. Thì bây giờ mình muốn sửa cái thumbnail này thì mình làm sao? Thì do là cái template này thiết kế rất là đặc biệt, mình không có vô mình vô cái phần bố cục đó, toàn bộ là bị code thay thế lại hết rồi, nó không có dễ sửa giống như cái log bình thường, mà mình phải sửa trong cái phần HTML, phần code của trang đó, mình phải vô trong đây nha. Rồi bây giờ là mình sẽ vô trong cái phần HTML, chỉnh sửa HTML để mình tìm nó. Nhưng mà bây giờ nó nằm trong đây rồi, quá trời nhiều code luôn, làm sao mình biết nó nằm ở cái đoạn nào đó. Thì cái cách là mình sẽ đi tìm một cái trình gỡ lỗi. Thì đây là cái link mình để vô cái ứng dụng gỡ lỗi đó nè. Đấy, mình copy cái link này, mình mở lên tab mới. Cái link này một tí nữa mình sẽ để ở dưới phần mô tả video này cho anh em copy dễ nha. Đó, mình chỉ cần vô cái link này rồi mình nhập cái trang web, cái địa chỉ trang web của mình vô đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái trang web và trang blog của mình. Mình bỏ bài viết ở đằng sau, mình vô cái phần trang chủ của mình cũng được nha. Đó, mình copy cái link blog của mình. Rồi, tại trang C copy đi, mình dán vô cái chỗ trình gỡ lỗi nè. Mình dán vô đây. Rồi mình bấm vô cái chữ gỡ lỗi thì cái phần này nó sẽ chạy ra. Rồi mình sẽ kiểm tra những cái thành phần này ha. Các bạn kéo xuống phía bên dưới đây thì các bạn xem video rồi các bạn làm theo đến phần này thì các bạn đọc từ từ để tìm hiểu những cái thông tin nha. Còn ở video này mình sẽ đi vào cái phần chính luôn. Đây là cái link mà của cái hình này nó hiển thị nè. Đó, trang web này nó liệt kê ra cái link này. Thì mình copy cái đường link này mình dán vô một cái tab mới để mình coi thử xem nó hiển thị đúng hay không nha. Rồi, ok, đây thì mình dán vô cái tab mới đó, thì nó ra đúng là cái hình này. Thì bây giờ mình không muốn cái hình này nó xuất hiện khi mà mình chia sẻ lên Facebook nữa. Thì mình sẽ copy đúng cái link hình này. Đó, mình copy cái đúng cái link hình này, mình vô cái trình HTML này, mình sẽ bấm Ctrl F rồi mình dán cái link đó vô, rồi Enter thì nó sẽ search ra đúng ngay chỗ cái link này ha. Bây giờ mình muốn hiển thị một cái hình khác á, thì mình rồi mình để đây đi ha. Mình sẽ mở Photoshop lên, mình thiết kế một cái hình khác để mình thay thế vô đó. Thì ở đây mọi người để chú ý kích thước của cái ảnh này là 600x315 pixel nha. Thì mình sẽ mở Photoshop lên rồi mình tạo một cái hình mới, mình để kích thước giống như vậy luôn, 600 mà nhân cho 315 độ phân giải là 72 nha. Rồi ok, mấy cái thông số còn lại mình để mặc định, mình không cần đặt tên gì luôn nha, mình làm nhanh thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế, mình ghi chữ gì đó lên trên cái hình này tùy ý mình nha. Bây giờ là mình sẽ mở cái thư mục của mình lên, mình sẽ tìm tới cái logo của mình. Đây, mình sẽ lấy cái logo. Ok nha.
Rồi mình để cái logo của mình ở đây. Ok, Enter. Rồi cái hình này nó có logo như vậy rồi. Thì mình muốn thay đổi cái màu nền nữa. Cái bước mà thiết kế hình này á, thì các bạn nếu mà không muốn xem á, thì có thể bỏ qua cái đoạn này nha. Tại vì mình tiện thể thì mình chia sẻ cái phần thiết kế hình luôn. Ở đây mình sẽ giảm, mình sẽ thay cái màu khác đi, cái logo của mình nổi. Màu vàng thì mình nên để lên để màu xanh đậm. Ok. Rồi mình để cho cái logo này chính giữa. Thì cái này mình, cái lock mình mới làm, mình cái logo này mình cũng làm tạm thời thôi. Rồi mình gõ cái tên trang web của mình lên đây. Cũng lâu rồi, lúc trước mình cũng tự tìm hiểu, mình cũng tự mò cái cách thiết kế web. Rồi lâu rồi mình không làm, bây giờ mình làm lại thì nó cũng có nhiều cái thay đổi quá. Với lại bây giờ mình làm trên cái nền tảng là Blogspot. Nó khác với cái nền tảng hồi xưa mình xài của WordPress. Ok, bây giờ mình thiết kế tạm cái này đi. Rồi mình sẽ lưu lại, mai mốt mình có thời gian thì mình sẽ làm lại cho nó đẹp hơn. Thumbnail web. Làm mình làm trên web thì mình sẽ để cái dung lượng cái tấm hình của mình dưới 100 KB cho nó nhẹ. Rồi như vậy là mình đã thiết kế xong nhanh gọn một cái hình đơn giản. Rồi bây giờ làm sao để lấy được cái link giống như vậy? Ok, bây giờ mình sẽ vào trong cái phần đăng bài. Copy cái này. Rồi mình sẽ đăng một cái bài đăng mới nè. Ở trong đây mình có cái phần chèn hình ảnh. Mình chỉnh lại chế độ xem thư đi. Đó. Mình tải cái ảnh lên. Đây mình tải cái ảnh này lên. Okay. Như vậy là mình đã có thể lấy được cái link của cái hình này rồi nha. Đây mình xuống sao chép địa chỉ hình ảnh nè. Đó. Rồi cái bài đăng này mình sẽ thoát ra luôn. Mình để nó ở chế độ là bài đăng nháp thôi cũng được. Mình không cần phải đăng nó công khai đâu. Đó. Mình dán vô thử cái trình duyệt cái tab mới thử xem nó có hiện lên không. Đây, nó sẽ hiện lên cái hình đây. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái phần HTML này. Đó, mình sẽ thay vô chỗ cái link này nha. Ctrl V. Đó, mình dán cái link hình thumbnail của mình vô đây. Rồi mình save lại. Nó đang xử lý. Mình chờ một tí xíu nó xử lý, nó cập nhật thành công rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại cái trang web của mình. Mình refresh nó lại, F5 nó lại cái nha. Rồi mình copy cái link. Rồi mình sẽ vô Facebook. Rồi mình dán trở lại thử xem nó có hiển thị ra cái hình khác hay không. Nó còn cái hình cũ hay không nha. Đấy, bây giờ mình chờ nó load.
Tại vì cái tab Facebook này mình mới mở lên nó load hơi lâu đó. Thì bây giờ là cái log của mình á, nó đã hiện theo cái hình đúng theo ý mình muốn rồi nè các bạn. Ok nha, như vậy là xem như là thành công rồi nha các bạn.